Xin chào cả nhà, Xuân Mỹ đang đứng ở đây là đứng ở ngã tư góc đường Trần Văn Khéo, Lê Lợi. Và phía trước mặt là cả nhà có nhìn thấy gì không? Một cái poster của cậu Út Gò Công đang treo ở này là đường Trần Văn Khéo nha cả nhà. Hướng này là hướng lên trung tâm thương mại Cái Khế nè, trung tâm thương mại của Cần Thơ đó, gọi là đường Trần Văn Khéo nha cả nhà. Sáng nay thì có một khán giả cũng cho Xuân Mỹ biết là ở tuyến đường này thì có poster của cậu Út Gò Công được treo rồi. Đây là đường Trần Văn Khéo nha cả nhà. Góc đường này là đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải. Quẹo phải bên này là qua Mường Thanh rồi đó, chỗ vòng xoay công viên nước hồi xưa, khách sạn Mường Thanh, chỗ mà chị Kim Khoa hay đi dự hội nghị đó cả nhà. Còn quẹo trái bên này là qua bến phà cũ, còn đi thẳng là xuống bờ kè sông Hậu. Bây giờ thì Xuân Mỹ đi thẳng để cho cả nhà xem poster ha. Mình đoạn này thì mình đi nhanh một chút vì là đoạn này thì không có những cái poster. Đây là sân vận động Cần Thơ nè cả nhà. Chỗ này là đua xe, hay có đua xe và đá bóng đó cả nhà, những giải bóng đá. Đây thì trung tâm thể dục thể thao, nhà tập thể dục dụng cụ, rồi sân tennis rồi nè cả nhà. Ở đây gọi là công viên sông Hậu ha cả nhà. Xuống đây hồi trước hồi sinh viên thì Xuân Mỹ hay xuống đây tắm, gọi là tắm bãi cát đó cả nhà. Khu này hồi xưa ai ở Cần Thơ thì sẽ biết tắm bãi cát đó nè. Buổi chiều thì người ta rất đông, nhưng bây giờ ban ngày thì ít hơn ha. Và đây giờ Xuân Mỹ đi lại hướng này nè cả nhà. Buổi tối ở đây buôn bán đông lắm, phố đêm á cả nhà. Đây nè, giờ người ta về rồi, người ta nghỉ rồi đó. Đó cả nhà thấy rồi, cả nhà thấy xa xa là cái gì không? Bây giờ Xuân Mỹ đi đây, bây giờ mình quay một vòng. Cái này là bãi cát nè, bãi cát đó, hồi xưa là khu bãi cát, sau này ta làm bờ kè gọi là công viên sông Hậu nha cả nhà. Công viên sông Hậu. Và phía trên này là buôn bán đồ ăn, thức uống, cà phê, quán ăn. Còn phía dưới này để người dân đi sinh hoạt, đi chơi. Và có sân khấu ca nhạc ngoài đó. Đó, có những cái sự kiện âm nhạc gì là người ta xuống đây ha cả nhà. Rồi đoạn này thì Xuân Mỹ chạy nhanh chút xíu ha. Đây, Xuân Mỹ qua cho cả nhà xem nè. Rồi, cả nhà có thấy không? Ừ. Nè, Út Gò Công ha, bờ kè. Đây gọi là kè sông Hậu, công viên sông Hậu nha cả nhà. Đây, đó, cả nhà thấy không? Mình đi từ từ, có cái chiếc xe tải rồi, qua cái chiếc xe tải. Hôm qua thì Xuân Mỹ làm đêm về rất là tối nè, dọc luôn đây cả nhà thấy không nè, rất đẹp ha nè. Chiều hôm qua Xuân Mỹ kiểm thì vẫn còn 46 vé tăng thêm ha cả nhà, nhưng mà theo cái quy mô vé ban đầu mà bên May Cần Thơ chia sẻ về show diễn của cậu Út Gò Công á, thì tầm 550 vé nha cả nhà. 550 vé mà họ đổ thêm ghế thì nếu mà bán sạch vé thì là khoảng 600 đó cả nhà. Nhưng mà làm sao theo cái sức bán hôm nay mình theo dõi á, thì hơn 500 vé rồi cả nhà ơi. Xuân Mỹ nghĩ là họ sẽ đạt được cái mục tiêu là 550 vé. Bây giờ mình chạy dọc ở đây, Xuân Mỹ đang bật đèn nhanh qua nghe cả nhà, rồi một hồi nữa Xuân Mỹ sẽ dừng lại chụp hình sau. Bây giờ thì Xuân Mỹ đi dài cho cả nhà xem nè. Đây. Đó, đẹp không? Tuyến đường này mới mở sau này
phía đằng trước mặt là Tết, là người ta hay làm phố đi đường qua đó cả nhà. Phía trước mặt là thành phố Cần Thơ hay làm đường qua đó. À, cả nhà thấy ha, rất là đẹp. Đây công viên bờ kè rồi. Rồi tới đây là kết thúc. Đó, đây là cái cuối cùng. À, phía trước đó cả nhà. Đó, phía trước là thành phố hay làm đường qua. Phía chỗ này nè cả nhà, là hay làm đường qua, mỗi năm là làm đường qua đó cả nhà, phố đi bộ đường qua. Rồi đây là cái poster cuối cùng trên tuyến công viên sông Hậu. Phía xa xa cái xe đang vô đó là nhà hàng Lúa Nếp, một nhà hàng rất là nổi tiếng nha cả nhà. À, bây giờ thì Xuân Mỹ sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà một cái tin vui khác để mình quay lại ha. À, cả nhà ơi, vừa rồi thì Xuân Mỹ đi một dọc cho cả nhà thấy là tuyến đường ở công viên sông Hậu. Bây giờ thì Xuân Mỹ đứng phía trước các cái cây cột, đèn điện chiếu sáng ban đêm. Hàng chục cái poster được treo dọc tuyến đường này, và cả nhà thấy ở cuối, xa xa cuối cuối đó, ngay chỗ cái tay Xuân Mỹ chỉ nè, đó là cái poster cuối cùng. À, để Xuân Mỹ vừa lấy cái bắt cái nền là poster, Xuân Mỹ đọc cái món quà của chị Hương Trương cho cả nhà xem ha. Chị Hương Trương viết cách đây 9 giờ. À, có thể là đây cả nhà. Như Hương đã hứa với mọi người. Cả nhà có nhìn thấy rõ không? Tại Xuân Mỹ đang cầm hai cái điện thoại, một cái quay, một cái để trước mặt cho mọi người xem nè. Hương nhận được món tiền thưởng. Tiền thưởng này là của bên bệnh viện thưởng cho chị Hương đó nha cả nhà. Với cái công việc của chị làm á, rất hãnh diện và tự hào trong công việc của mình, và bất ngờ rất vui, và niềm vui ấy sẽ tăng gấp mấy lần nếu được trao đúng cho trao cho đúng người, đúng việc và xứng đáng để yêu thương. Và hôm nay cô Hương đích thực trao gửi yêu thương và danh dự này đến bé Cường, người mà rất xứng đáng để thay cô nhận phần quà này. Cô Hương tặng con 1.000 đô la Mỹ và chúc con show diễn Cần Thơ 28 tháng 5 sẽ thành công tốt đẹp nhất. Con sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất như con đã từng tỏa sáng dù ước mơ một lần. Cùng con hành trình về miền Tây quê con và quê cô, nhưng không được thì thôi, cô Hương chỉ dõi theo con từ xa. Rộn ràng tháng 5, poster sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường treo khắp thành phố Cần Thơ. Ôi đẹp lắm, cô rất vui và chúc mừng con. Tài năng và độ hot của con phải được nhìn nhận. Cảm ơn con, cậu Út Dân Ca Gò Công đã làm cho cô rất tự hào và hãnh diện về con. Tiếng hát và phong cách sống, tài năng và phẩm hạnh đạo đức, phong cách lối sống giản dị thật thà mộc mạc đã làm rạng danh miền Tây quê mình. Rất chân quý và biết ơn hai đấng sinh thành là ba mẹ con đã sinh con và hy sinh một đời cho con. Bên cạnh đó, cô cũng biết ơn và tri ân những tấm lòng vàng, những đại ân nhân của đại gia đình xanh đột chuối như chú Thụy, bác Ba, Ngọc Sơn, Sơn Hạ và cô Oanh, cô Uyên, và rất nhiều ân nhân kể tên không xiết. Trân quý và biết ơn những cây chuối đầu tiên luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường và tất cả đại gia đình xanh chuối. Cuối cùng là biết ơn gửi đến bà con Gò Công đã đùm bọc và nuôi dưỡng con để cô được biết đến và thương con, để được nghe giọng hát rất ngọt ngào, sâu lắng và đầy tình cảm, để được nhìn thấy và nghe những câu nói giao lưu đầy tự tin, dễ thương và vô cùng duyên ý. Ước mơ luôn khát khao được cùng đu show con trên khắp mọi miền trong nước và hải ngoại. Chiều nay nơi đây cô nhớ con rất nhiều, nhớ từng câu từng chữ những gì con đã nói cho cô nghe khi các fan trả lời trò chơi game sinh nhật không chính xác bị con phạt. Cô còn bỡ ngỡ chỉ biết đứng nhìn con. Con hỏi cô, sao cô không nhảy đi? Cô rất là vui sướng đến chừng nào, con vẫn để ý và quan tâm cô, thương con nhiều là thế. Cô là fan nhí hả? Cô là hương chuối hả? Giản dị đơn sơ mộc mạc chân thành lắm. Ôi một chuyến về bao nhiêu kỷ niệm rất đẹp và cô nhớ mãi. Chiều nay xứ người
Cô nhớ người thân của mình và nhớ con, cô lại nghĩ đến MV đầu tiên sắp phát hành của con, Người ơi đừng bỏ quê. Và chạnh lòng thương con, thương cô, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhường lại cho một niềm vui khôn tả. Cô rất hạnh phúc và vui mừng lắm khi thấy con đã không ngừng phấn đấu để có được những gì của ngày hôm nay. Chúc con MV đầu tiên sẽ thành công nhất, sẽ là bài hit hay nhất. Cô chỉ muốn bay về đi show con và được nghe con nói nhiều hơn nữa. Mỗi câu nói thật thà mộc mạc, dễ thương, nhẹ nhàng và rất tình cảm đông đầy, làm cho cô nhớ con lắm. Con vừa học vừa đi hát, vừa thu MV, vất vả cho con. Cô rất thương con. Con nhớ ăn uống nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Cho chị Hương một quả tim. Và đây, tăng tăng, cả nhà có nhìn thấy không? 1.000 đô được bó trong bó hoa rồi đây nè. 1.000 đô ha. Mình treo cái phần quà 1.000 đô lên, đưa cái tấm hình 1.000 đô lên. Bên cạnh dãy poster được treo ở tại công viên Sông Hậu, công viên Sông Hậu của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha cả nhà. Một cái con đường mới mở sau này rất đẹp, mới đưa vào hoạt động chừng 5-7 năm nay cái tuyến đường này thôi. Rồi, và bên cạnh đó thì chị Hương Trương cũng cho cô Quyên 100 đô nữa. Đây, tặng cho cô Quyên nha cả nhà, 100 đô. Đó, đó là phần quà của chị Hương Trương dành cho Cường. Phần thưởng này chị được thưởng, chị Hương Trương được thưởng khi mà thành quả lao động của chị đó cả nhà. Chị làm việc ở bên bển, tăng ca, tăng giờ, đồ làm thêm. Sự nhiệt tình của chị ấy đã được đơn vị thưởng và chị ấy dành phần thưởng đó lại cho Cường tặng show 28 tháng 5. Quá trời là hạnh phúc cả nhà ơi. Hạnh phúc, vinh dự và tự hào, không tức là dùng tất cả những cảm xúc, những cái từ ngữ thì có thể dùng thì sẽ thì đem ra dùng hết đó cả nhà, đem ra dùng hết. Cả nhà thấy là poster không? Bay phất phới trong gió và ở dưới là công viên Ninh Kiều, hồi nãy Xuân Mỹ quay cho cả nhà rồi ha. Cảm ơn chị Hương Trương đã dành tặng một cái phần quà quý cho Cường. 1.000 đô bây giờ thì nó cũng gần 24 triệu rồi cả nhà. Rất là một món tiền rất là lớn của người cô miền Tây phương xa gửi. Và bà ngoại phương xa thì cũng gửi cho Cường 300 đô bữa hổm thì Xuân Mỹ cập nhật rồi đó cả nhà. Rồi một hộp yến hôm trước thì tặng cô Quyên tiền Việt nhưng đổi lại là 100 đô nữa cả nhà. Rồi đó là phần quà của chị Hương Trương, Xuân Mỹ xin chia sẻ. Rồi hôm nay thì Xuân Mỹ cũng thấy là cô nhóm Zalo Đà Nẵng cũng tặng cho Cường một bó hoa tiền và một món quà của ba em nhỏ. Rồi một FC ở một món quà của ba em nhỏ đến từ Úc. Đây. Vui quá cả nhà ơi. Đây nè. Quà tới tấp rồi. Nè. Đó. Của nhóm Đà Nẵng ha. Còn này của Úc nè, của một nhóm ở Úc. Mấy em nhỏ ở Úc. Đó. Rất là vui. Xuân Mỹ ngồi ở đây là ngoài trời nắng cả nhà. Bị mê chai, bị chai hành cho nên là xong công chuyện thì đi ra ngoài nắng. Rồi Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe bài thơ của chị Thừa Đức, xong rồi Xuân Mỹ kết thúc video này ha. Tháng năm ơi hạ nhớ. Đây. Cả nhà thấy ha. Rồi. Đây. Tháng năm ơi hạ nhớ, tháng năm về miên man bao nỗi nhớ, dõi nhìn theo cậu Út Gò Công, chỉ nghĩ thôi mà vương vấn cả lòng, ngày nhớ đêm mong trong ngày xô đến. Tháng năm về nghe lòng thêm quyến luyến, màu phượng hồng in thấm tấm poster tô đẹp thêm câu hát Lý Mông chờ gửi mây
lang thang theo từng câu đợi, tháng năm về bao nhớ thương dịu vợi, gom thành trang xanh chuối sáng đẹp màu. Về miền Tây rừng chuối tựa vai nhau, bên những chiếc đèn màu ông sao soi lấp lánh. Cần Thơ ơi rộn ràng trong sắc nắng, những con đường rực sáng tấm poster, mây thương yêu soi lối con về, tỏa sáng ước mơ bên mái nhà xanh chuối. Cả nhà, cái tấm này là cái tấm Xuân Mỹ chụp nè. À, chị Thừa Đức lấy đăng là cái tấm Xuân Mỹ chụp ngay đầu của đầu đường Cách Mạng 8 chỗ Vincom đó cả nhà, kế Vincom đó, hôm bữa 16 đó cả nhà. Rồi, đó là bài thơ của chị Thừa Đức. Bây giờ thì Xuân Mỹ zoom gần cái dọc cái dãy poster cho cả nhà xem ha. Rồi, Xuân Mỹ thì xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và rất vui cả nhà ơi, Xuân Mỹ phải nói là ngồi ở đây giữa trưa nắng nhưng mà rất xúc động, và khi nói chuyện với mọi người thì nước mắt cũng lăn dài. Bởi vì Xuân Mỹ biết được Cường đã nỗ lực rất nhiều. Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, sau show diễn 28 tháng 5 thì Cường sẽ quay lại hoàn thành thi cử những cái môn học học kỳ 2, và để hoàn thành chương trình của năm học thứ 2 Đại học Hoa Sen. Và Xuân Mỹ cũng được biết là MV cũng đã quay, cái phần quay MV thì cũng đã cơ bản xong hết cả nhà. Bây giờ còn là hậu kỳ là hoàn thiện MV nữa. Thì Xuân Mỹ đoán là trong hè, cái đó là cá nhân Xuân Mỹ đoán nha cả nhà. Trong hè là tháng 6 này có thể là MV sẽ hoàn chỉnh để ra mắt. Ngay cái lúc hè thì bà con cô bác có thời gian nghe. Hy vọng là nó sẽ thành một cái bài hit và nó lên top trending ngay sau khi phát hành. Mong là tất cả chúng ta cùng tiếp tục ủng hộ. Và rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chia tay. Xuân Mỹ trở về văn phòng ăn cơm trưa, rồi xong rồi Xuân Mỹ sẽ phát hành video cho mọi người xem ha. Và Xuân Mỹ xin nhắc lại là số Zalo của Xuân Mỹ 0913136109 nha. Khoan trước khi kết thúc mình xem lại vé cái cả nhà ơi. Xuân Mỹ xem vé lại cái nha cả nhà. Thêm vé nào nữa không? Có khán giả đặt thêm không? Rồi. Còn 45 vé ha cả nhà. Còn 45 vé nữa. Như vậy là Xuân Mỹ đoán là có thể là gần 550 vé rồi đó cả nhà. Gần 550 vé rồi đó. Bây giờ Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Khán giả nào cần kết nối với FC thì Xuân Mỹ xin kết nối ha, để Xuân Mỹ kết nối với FC. Và trên cái poster thì cũng có đăng cái số điện thoại là 0939599133 là số điện thoại bán vé trực tiếp tại La Valley Cần Thơ đó cả nhà. 0939599133, khán giả nào đặt vé trực tiếp thì gọi số đó ha. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin kết thúc video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Vui quá, bây giờ mình đi về mình sẽ đăng video cho mọi người xem ha. Xin chào ạ.